Xin kính chào quý cô bác, anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của em Dân Trịnh nhé. Hôm nay thì bên nhà em lại giới thiệu đến các bác một số những mẫu sản phẩm bên nhà em. Hôm nay thì về thêm được rất nhiều những cái dòng bếp ga nội địa Nhật nhé. Hôm nay em sẽ test luôn cho các bác luôn. Hàng này thì nếu mà bác nào mà đang sử dụng bếp ga thường ấy, thì nên thay, tiết kiệm ga đến 4 đến 50% so với những bếp ga thông thường. Mà hàng này toàn hàng xịn thôi, cảm biến các thứ đầy đủ, không thiếu một cái gì cả. Và thanh lý cho các bác một số những mẫu nồi áp suất, đồ gia dụng bên shop nhà em rất là nhiều. Quý các bác anh chị đi qua kênh thì đừng quên cho shop em xin một nút like, một nút đăng ký kênh các bác nhé. Không để các bác chờ lâu nữa, bên em Dân xin đi và giới thiệu một số những mẫu sản phẩm bên nhà em luôn nhé. Hôm nay thì em xin thanh lý cho các bác cái lô nồi áp suất này. Thực sự ra các bác là cái lô nồi áp suất này nó cũng là từ cũng lâu, khá là lâu rồi. Đấy, hôm nay thì thanh lý cho các bác với cái mức giá cực kỳ rẻ luôn. Một cái mã sản phẩm tiếp theo, một cái bếp ga nội địa Nhật, thương hiệu của nó là thương hiệu của Paloma. Paloma này, con này thì nhà em Paloma này, Zinai, mặt kính, mặt men, nhà em đều đầy đủ cả nhé. Giới thiệu bác là mã đầu tiên là một con Paloma. Con này thì nó sẽ sử dụng cho chúng ta, đó là ga. Nó sẽ sử dụng ga nhé các bác nhé. Dùng con này thì dùng cực kỳ ok luôn. Đấy, con này thì các bác sẽ sử dụng pin. Các bác sẽ sử dụng pin và các bác lắp pin vào. Đấy, lắp pin vào, cứ pin to là được. Cứ pin cái pin đại, pin pin D này là được. Các bác lắp vào xem. Đó, các bác vào nhé. Đấy, các bác mở ga ra rồi các bác bật. Đấy, đấy, được luôn này. Đấy, tắt này, bật này. Lúc đầu tiên của nó sẽ hơi lâu lâu hơn một chút. Lúc đầu tiên hơi lâu lâu một chút, giờ còn phát bật phát được ngay này. Còn giờ thì bật phát được ngay. Đấy, các bác có thể để ý ga rất là xanh. Ga rất là xanh, ga rất là đẹp. Và các bác có thể điều chỉnh ga đây này. Đấy, điều chỉnh ga đây to nhỏ này. Đấy, các bác có thể nhìn thấy ga rất là đẹp. Đấy, ga rất là đẹp luôn, lên ga rất là đều lửa và rất là đều ga luôn nhé. Đó, con này thì hai bên đều hai cái bếp cảm biến nhé. Nó hai bên nó đều có hai cái bếp cảm biến cho chúng ta luôn. Cái dòng này của nó thì là mặt của nó, đây để em review cho bác luôn. Con Paloma này, mặt của nó thì còn gần như là mới luôn này. Mặt của nó là còn gần như là mới luôn này. Khay lò nướng này, khay lò nướng này. Đấy, riêng Paloma nó mới còn cái khay này nhá. Riêng Paloma nó mới có cái này. Còn là Zinai nó sẽ không. Zinai và những cái dòng khác nó sẽ không, nhưng Paloma là cái đặc thù của nó là như thế. Đây là cái lò nướng của nó. Sạch đẹp luôn này. Sạch đẹp luôn. Đấy. Em review cũng tương đối là kỹ nhá, nên là các bác xem kỹ video giúp em. Không đến lúc mà lại về nhận lại bảo là biết thế mà với lại chê thì nó không hay ra. Đây, các bác có thể nhìn thấy này. Em soi rất là kỹ luôn mà rất là sạch sẽ. Vệ sinh toàn bộ, vệ sinh sạch sẽ cho các bác luôn rồi nhá. Toàn bộ vệ sinh sạch sẽ cho các bác luôn rồi, nên là các bác có thể yên tâm. Về là chỉ việc cắm ga và là dùng thôi. Về các bác chỉ việc cắm ga và là dùng thôi và nó cũng rất là nhạy. Đấy, thì ngoài ra thì bên thì em tặng kèm thêm cho các bác đôi pin nhé. Đấy, bật cái là lên luôn, bật cái là lên luôn, bật cái là lên luôn. Ga xanh đét đẹp luôn. Các bác lên cho em cái, à đây em đo cho các bác cái kích thước luôn. Kích thước của nó này, 59cm nhân với một chiều của nó là 41. Chiều cao của con này, chiều cao con này nó sẽ là 17,5. Chiều cao của nó sẽ là 17,5. Đời của con này thì đời của nó là đời 2020. Các bác lên cho em mã này. Các bác lên cho em mã này là mã 1 này, đời 2020 này. Đấy, và giá của nó thì là 1.900.000 bao ship toàn quốc. 1.900.000 bao ship toàn quốc. Nhận hàng các bác kiểm tra hàng thoải mái nhé. Nhận hàng các bác kiểm tra hàng thoải mái luôn. Một cái mã tiếp theo, một con Zinai. Một con Zinai này, nói chung là con Zinai này thì hàng đẹp luôn rồi. Nhìn các bác nhìn thấy mặt của nó này. Mặt của nó này đẹp xịn sò luôn. Khay lò nướng này. Khay lò nướng này. Đấy, em giới thiệu lò nướng trước nhé. Đây, sạch sẽ nhé, sạch đẹp này, sạch sẽ này. Đấy, mặt này của nó là mặt men nhé, mặt này của nó là mặt men, mặt này của nó là mặt men này, tét bếp này, đấy, tét bếp này, rất là ok luôn nhé. Ga các bác nhìn thấy gần gần như là không có ga, không thấy ga đâu, tại vì nó xanh nó đẹp quá. Đấy, và những cái dòng bếp ga này nhé, thì cái cảm biến này này là cái cảm biến chống cháy nồi. Cái cảm biến đấy là cảm biến chống cháy nồi các bác nhé.
Đấy, dòng này thì của Zina, dòng này của Zina. Đấy, các bác có thể sử dụng thoải mái luôn. Đấy, không phải là nó bị ấy đâu. Hàng này cực kỳ đẹp luôn. Đấy, con này là của Zina này. Đời này, đợt này em về toàn lô đời cao và đẹp sạch sẽ nhé. Đời cao đẹp và sạch sẽ, sử dụng ít mà đặc biệt là rất là nhạy. Đấy, đặc biệt là rất là nhạy luôn. Đó, con này thì để em đo cho các bác kích thước cái dòng Zina này luôn. Cũng là 59cm. 59 sâu 39. Ngang một chiều này 39. Chiều sâu của nó là cũng là 17,5. Chiều sâu của nó là cũng là 17,5. Hàng cực kỳ đẹp luôn, hàng của Zina. Các bác lên cho em mã này là mã A2. Con này thì đời của nó cũng là đời 2020. Con này thì bên em đang bán với cái mức giá đó là cũng đồng giá 1.900.000 luôn. 1.900.000 đồng và bên em bao ship. Ngoài ra thì vẫn được tặng kèm theo một đôi pin nhé. Nên là các bác có thể yên tâm. Bếp ga Zina. Một cái mã sản phẩm tiếp theo. Một con Zina. Zina phím xoáy. Con này cũng còn rất là đẹp. Ngoài ra thì nó cũng không tránh được một số những vết xước, tại vì do ấy thôi. Con này thì đây, thử ra trước cho các bác luôn. Đấy, các bác phím xoáy thì các bác vặn cho nó tạch, bao giờ nó lên lửa thì các bác mới được nhé. Ga này các bác có thể nhìn thấy này. Ga lên rất là xanh, rất là đẹp luôn nhé. Đó. Đặt bếp này. Nói chung là hàng này thì các bác yên tâm luôn, là bao cho các bác luôn. Bảo hành cho bác một năm. Nếu mà lỗi không lên hay cái gì cả thì em đổi luôn. 56cm nhân với lại 39,5. Chiều sâu cao con này nó sẽ rơi vào 17,5. Lò nướng sạch đẹp nhé. Vệ sinh sạch sẽ. Đã vệ sinh sạch sẽ rồi. Các bác về các bác chỉ việc dùng. Đấy, đây xoay rất là kỹ luôn nhé. Xoay rất là kỹ cho các bác rồi. Các bác chỉ việc về các bác dùng thôi. Đấy, các bác kiểm tra kỹ cho em, về đúng hàng như em quảng cáo thì thôi. Hàng đúng như em quảng cáo nhé. Đó, con này là mặt con này phím xoáy mặt men. Hàng đẹp. Phím xoáy mặt men hàng đẹp này. Vẫn tặng kèm theo đôi pin nhé các bác nhé. Đó. Hàng xịn xò luôn. Đó. Thì con này thì các bác lên cho em mã này là mã A3. A3 phím xoáy của Palo của Zina. Các bác lên cho em mã này là mã A3. Đời của nó là đời 2020. Con này bên em đang có mức giá đó là 1.000.000, bớt cho các bác một tí, 1.850.000, 1.850.000, 1.850.000 đồng một con bếp ga Zina phím xoáy này. Đó, các bác đi qua kênh thì đừng quên cho shop em xin một nút like các nhé. Một cái mã tiếp theo, một con này là thương hiệu của nó là Paloma, bếp ga của Paloma. Quên mất lại không giới thiệu nhiều các bác nhé. Cái dòng bếp ga của Paloma này, tất cả bếp của nó là bếp đồng hết nhé. Riêng Paloma của nó, bếp của nó là bếp đồng. Đấy, bếp của nó là bếp đồng. Hàng cực kỳ ok luôn nhé. Con này thì các bác lưu ý cho em nhớ ấn để khi bật bếp ý, thì các bác ấn dứt khoát cho em. Không sợ nó bị gãy hay là bị sao đâu. Ấn dứt khoát vào, ga lên rất là xanh luôn này. Rất là đẹp luôn. Đấy. Tắt này. Tắt thì các bác nhẹ nhàng được, nhưng mà khi các bác ấn vào thì các bác ấn dứt khoát vào. Đẩy mạnh vào. Đấy. Nó không cần phải dùng lực của mà gọi là quá mạnh đâu, nhưng mà các bác đẩy dứt khoát vào nhé. Kích thước của nó đây, 59 nhân với lại 41. 59 nhân 41. Lò nướng này còn cực kỳ sạch sẽ luôn, còn cực kỳ đẹp. Đây, các bác có thể nhìn thấy sạch sẽ này.
xoài rất là sạch sẽ luôn, thì có những nói chung là vệ sinh này sạch sẽ hết rồi, vệ sinh sạch sẽ hết rồi, các bác chỉ việc về và các bác dùng thôi, các bác chỉ việc về và các bác dùng thôi. Nó có cả cái kính ở trước này để các bác có thể nhìn, con nào cũng thế nhé, con nào cũng thế, bếp ga nào cũng thế, hàng xịn luôn, hàng xịn luôn. Đây mặt trên của nó đây, riêng Paloma ấy là nó sẽ có cái mặt trên tán lưới này, quên nó từ nãy giờ không giới thiệu đây, mặt trên của nó đây đó. Các bác nên cho em mã này là mã A4 mã A4 đời của nó, con này là IC 2020 A4. Con này bên em đang bán với cái mức giá đó là 1.900.000 cả, 1.900.000 đồng. Và bên nhà em bao luôn phí ship rồi nhé, vẫn tặng theo pin nhé, vẫn tặng theo pin các bác nhé, nên là các bác yên tâm. Đấy, hàng đẹp luôn, đúng hàng như em quảng cáo, các bác nhận hàng đúng như em quảng cáo thì thôi. Một cái mã sản phẩm tiếp theo, một con bếp ga nữa, con này cũng là của Paloma. Đấy, con này thì đấy, rất là xịn sò luôn đó, rất là xịn sò luôn nhé. Con này thì nó có cả phím ấn ở đây này, để các bác ấn để chỉnh nhiệt độ này. Đấy, đun nấu này 180 độ, 200 độ này, đấy, hay 160 độ có thể chỉnh được này. Đấy. Đấy, bên này thì bếp to này, bếp bé này. Đấy, tự nó sẽ hạ ga xuống luôn. Đấy, tự nó sẽ hạ ga luôn, hoặc là các bác tắt đi thì nó sẽ lại, các bác lại sử dụng bình thường. Đấy, tất cả những cái bếp ga nhà em nhé là đều có bếp cảm biến nhé, bếp cảm biến là đều cảm biến chống cháy nồi thoải mái luôn. Đấy, con này thì lò nướng của nó thì nó sẽ là cái này của nó thì nó sẽ nằm ở đây, nó sẽ nằm im ở đây, nó không như các cái dòng bếp khác là nó sẽ rút ra được. Đấy, khay của nó này, khay của nó là khay inox, khay của nó là khay inox cực đẹp luôn. Đây bếp của nó đây. Đây, các bác có thể nhìn thấy rất là sạch sẽ luôn, lò nướng rất là sạch sẽ luôn, lò nướng rất là sạch sẽ luôn nhé. Đấy, thì cái con này của nó là đặc thù của nó là như thế, đặc thù của nó là như thế này. Thì các bác chỉ được rút vào, các bác rút vào thì nó lại bình thường. Rút vào đến đây là các bác ấn vào thì nó sẽ lại đi theo vào luôn, nó sẽ lại đi theo vào luôn. Đó, cái kiểu của lò nướng này nó như thế. Mặt của nó thì là mặt men nhé, mặt men. Tất cả con này dòng này rất là đẹp luôn, rất là đẹp luôn. Đấy, khay lò nướng dòng của Paloma thì nó sẽ có, và vẫn được tặng kèm theo cho các bác đó là một đôi pin. Đấy, lửa thì bật lại lên thì các bác luôn rất là nhạy luôn này. Mà ga rất là xanh luôn. Đấy, các bác có thể nhìn thấy ga rất là xanh luôn. Đấy, các bác chỉnh ga to này, ga bé này, new zeal này. Đấy, kích thước, để em đo cho các bác cái kích thước của nó luôn nhé. 59 nhân với 1 chiều của nó là 41, 59 nhân với 41 nhé. Con này thì bên nhà em đang có mức giá của nó, đời con này thì nó là đời 2020 luôn. Con này cũng 2020 luôn nhé. Về nó một lô ấy, nó sẽ theo lô nhau. Con này thì các bác lên cho em mã này là mã A5. A5 2020. Giá của con này thì sẽ là 1.950.000 cả. 1.950.000 đồng, và bên nhà bao ship cho các bác luôn mặc cái con này. 1.950.000 bao ship luôn nhé. Đấy, bếp ga Zinai mặt men nhé. À đây Paloma thì em sữa, bếp ga Paloma mặt men, 1.950.000 và bên em bao ship. Một cái mã tiếp theo này, một con Zinai. Con này Zinai, phím của con này là phím ấn, phím xoáy em sữa, phím con này là phím xoáy này. Con này mặt cực kỳ, còn cực kỳ đẹp luôn. Đấy, khay lò nướng, khay lò nướng này cực kỳ sạch sẽ luôn nhé. Đây, còn cực kỳ ok luôn, cực kỳ sạch sẽ và cực kỳ ok luôn. Đó, hàng của Zinai, hàng của thương hiệu Zinai. Hai bếp này, hai bếp rất là ok luôn này. Tắt bếp này. Kích thước của nó luôn nhé, kích thước của nó luôn. 56 cm nhân với lại một chiều của nó là 39, chiều sâu của nó con này nó sẽ rơi vào 17,5,
17,5. Hàng này hàng cực kỳ đẹp luôn nhé. Đây, review cho các bác cái mặt luôn. Đây là cái khay lò nướng của nó này, còn cực kỳ sạch sẽ luôn. Đấy, cái khay lò nướng của nó còn cực kỳ sạch sẽ luôn. Đây là cái nắp đậy lên, nắp đậy lên này. Cái này là bằng dính thôi nhé. Đấy, cực kỳ sạch sẽ luôn, cực kỳ sạch sẽ luôn, cực kỳ ok luôn. Đó, một cái bếp ga Zinai mặt men men phím ấn. Con này thì bên nhà em đang có mức giá của nó, đó là các bác lên cho em mã này là mã A6. Các bác lên cho em mã này mã A6 nhé. A6. Con A6 này thì đời của nó là đời 2020 này. 2020 này. Giá của nó bên em đang bán với giá là 1.850.000. 1.850.000 đồng. Đấy. Bếp ga phím xoáy nhé, phím xoáy. Hàng cực kỳ nhét luôn, hàng cực kỳ đẹp luôn, tất cả đều có kính để các bác có thể kiểm tra đổ nướng này. Đấy, hàng đẹp. Đấy, vặn ga lửa cái là lên, vặn lửa cái là lên, cực kỳ ok luôn. Đấy, 1.850.000 bao ship tặng đôi pin. Một cái mã tiếp theo, một con bếp ga Osaka ga, hàng nội địa Nhật, mặt kính, mặt kính nhé. Cái dòng này thì cũng rất là nhạy này. Ga của nó cũng rất là đẹp này. Các bác có thể nhìn thấy ga của nó lên rất là đẹp luôn. Đó. Con này thì nó có chế độ nấu cơm này. Đấy, hâm cơm này. Đấy. Nó có các chế độ của hâm cơm, các thứ nấu cơm nó tự sẽ vận làm nhỏ ga này. Tăng ga, giảm ga. Con này đã vào chế độ nấu cơm thì các bác sẽ không sử dụng được, và trừ khi các bác tắt đi thì nó mới lại khôi phục lại. Đó. Bếp nướng của nó sẽ là hai tầng lửa. Bếp nướng của nó sẽ là hai tầng lửa nhé, mặt kính. Mặt kính. Đó. Kích thước của nó này, tí em sẽ review chi tiết cho. 59 nhân với một chiều của nó là 41,5. Chiều cao của nó sẽ là 18 cm. Chiều cao của nó sẽ là 18 cm. Khay nướng này. Lò nướng của nó này. Nó hơi nặng. Sạch sẽ nhé. Lò nướng của nó sạch sẽ luôn. Đã vệ sinh sạch sẽ cho các bác rồi. Tức là các bác chỉ việc về và các bác sử dụng. Tức là các bác chỉ việc về và các bác sử dụng thôi. Rất là thuận tiện, rất là xịn sò luôn nhé. Đây, mặt trên của nó này. Đấy. Sạch sẽ luôn, họng nướng của nó này. Mặt kính của nó này. Không nứt vỡ nhé. Khi đến tay các bác cũng không nứt vỡ. Ở đây đã không nứt vỡ rồi thì đến tay các bác cũng yên tâm là không nứt vỡ. Và những dòng bếp ga này thì các bác yên tâm một điều, đó là kiểm tra hàng thoải mái rồi các bác mới phải thanh toán nhé. Đấy, rất là nhạy luôn. Mặt kính ấy có hiện giờ cái thứ gọi là phun chức năng luôn đấy, gọi là phun chức năng luôn. À. Con này thì các bác lên cho em mã này là mã A7. A7 nhé. A7. Con này thì đời của nó là đời 2019, 2019. Giá của nó sẽ là 2.600.000 bao ship. 2.600.000 bao ship. Các bác có thể thay bếp ga này. Các bác có thể mua cho con đang đi học đại học hay là muốn chuyển phòng trọ ấy, thì chúng ta sẽ ấy riêng luôn. Chúng ta sẽ ở riêng luôn nhé. Nên là nó dùng những cái dòng bếp ga này thì cực kỳ ok luôn, cực kỳ tiết kiệm luôn nhé. Đó. Bếp ga thương hiệu của Osaka ga, mặt kính. Một con bếp ga tiếp theo, một con Zinai. Đấy, Zinai. Zinai đẹp luôn nhé. Con này thì ấn này. Gà lên rất là xanh. Đấy, rất là xanh và rất đẹp luôn. Gà của dòng Zinai rất là xanh, rất là đẹp luôn này. Hàng của nó thì hàng nhét như Sony luôn. Hàng nhét như Sony luôn này. Cực đẹp, tí nữa em sẽ review chi tiết sau nhé. Đấy. Lò nướng này. Lò nướng này. Tại sao phải lại phải để lại cái đèn pin? Nhiều bác hỏi đèn pin thì bổ không có đấy, nhưng mà vẫn phải để lại một cái để soi cho các bác những cái chi tiết của cái bếp ga này. Để soi cho các bác những cái chi tiết của bếp ga này. Sạch sẽ nhé. Sạch sẽ này. Đó. Các bác đặt hàng với nhà em ấy, thì các bác nhận hàng, các bác kiểm tra hàng thoải mái nhé. Nhận hàng kiểm tra hàng thoải mái rồi các bác có thể thanh toán thôi. Đấy, nên là các bác yên tâm điểm đấy. Cái này là không phải là gãy đâu nhé. Cái này là không phải là gãy đâu, mà nó có thể tháo rời được. Cái này nó có thể tháo rời được nhé. Đấy. Đẹp xịn xò luôn. Đây, còn mặt trên của nó đây. Hai cảm biến nhé, hai cảm biến chống cháy nồi này, hay lò nướng này.
tất cả đều rất là sạch sẽ, tất cả đều còn rất là sạch sẽ. Đấy, các bác có thể gọi là cái này vào đây, cực kỳ đẹp luôn, cực kỳ đẹp luôn nhé. Con này thì kích thước của nó cũng giống nhau thôi, nhưng thôi em cứ đo lại cho nó chắc. Năm mươi chín nhân với lại 39, chiều sâu con này của nó sẽ là 17,5, và con này đời của nó cũng là đời 2020. Các bác nên cho em mã này là mã A8 nhé. A8. A8 này, 2020 này. Con này bên em đang có mức giá đó là 1.950.000 bao ship. 1.950.000 đồng bao ship cho các bác cái mã A8 này. Cái mã A8. Một cái mã tiếp theo, một con bếp ga Osaka ga phím xoáy mặt men. Đấy, thực ra em cứ nghĩ là Osaka ga nó chỉ có mặt kính thôi. Nhưng mà Osaka ga là nó hôm đợt này về một lô là Osaka ga phím xoáy mặt men nhé. Osaka ga này, hàng nội địa Nhật. Nói chung là những cái bếp ga hàng nội địa Nhật này các bác yên tâm luôn. Mặt của nó còn cực kỳ đẹp luôn. Mặt của nó cũng cực kỳ đẹp luôn. Kích thước của nó sẽ là 56cm nhân với 19. 56 nhân với 19 này. À nhân 39 em xin lỗi. 56 nhân với 39 này. 39,5. 39,5. Chiều ấy của nó là sẽ là 18cm. Cao của nó sẽ là 18cm. Bếp ga đây. Rất là ok luôn. Ga rất là xanh, rất là đẹp. Ga rất là xanh, rất là đẹp nhé. Lò nướng nó thì sạch sẽ rồi. Lò nướng nó thì các bác yên tâm là đều rất là sạch sẽ rồi. Rất là sạch sẽ luôn nhé. Rất là sạch sẽ luôn con này. Đấy. Phím con này là phím xoáy nhé. Phím con này là phím xoáy này. Osaka ga này. Thương hiệu của Osaka ga. Cực kỳ đẹp luôn. Con này còn cực kỳ đẹp luôn. Đấy, thay lò nướng cái thứ này. Thay lò nướng của nó. Osaka ga. Phím xoáy. Mặt men. Hàng hiếm luôn nhé. Con này hàng hiếm luôn đấy. À, đời của nó con này cũng là đời 2020 các bác nhé. Con này đời của nó cũng là đời 2020. Còn cực kỳ ok. Cực kỳ đẹp. Các bác lên cho em mã này là mã A9. A9. A9 2020 này. Con này bên em đang bán với giá 1.900.000 bao ship, hàng hiếm luôn nhé. 1.900.000 đồng và bên em bao ship. Các bác lên cho em mã này là mã A9 nhé. Mã A9, 1.900.000 bao ship. Bếp ga mặt men, phím xoáy. Hàng đẹp luôn nhé. Đây bên trên này của nó này. Thay lò nướng của nó này. Sạch sẽ luôn nhé, tất cả đều còn sạch sẽ, sạch đẹp, vệ sinh sạch sẽ rồi. Các bác chỉ việc về các bác dùng thôi. Các bác chỉ việc về và các bác dùng thôi nhé. Một cái mã sản phẩm tiếp theo, một con bếp ga của thương hiệu Paloma. Mặt của nó là mặt men nhé. Con dòng này mặt của nó là mặt men này. Kích thước của nó này 59cm nhân với lại 41. Phím này của nó là phím ấn này, rất là nhạy luôn. Tất cả là đều có bếp chống cháy nhé các bác nhé. Tất cả các bếp ga nhà em là đều là bếp chống cháy hai bếp. Hai bếp chống cháy hai bếp này. Đó. Lò nướng này. Cái lò nướng này. Các bác muốn mà vệ sinh thì các bác có thể tháo rời ra. Tháo rời nó ra. Đấy, tháo rời nó ra để vệ sinh. Đấy, rồi các bác lại lắp lại đều được. Đấy, đều các bác đều lắp lại đều được. Đấy, rất là tiện lợi luôn. Đấy, tháo ra vệ sinh đều được, rất là sạch sẽ nhé. Các bác có thể nhìn thấy rất là sạch sẽ luôn này. Đấy. Tất cả đều sạch sẽ. Tất cả đều sạch sẽ các bác luôn. Và đây là cái ấy của nó này. Cái lò nướng của nó này. Và đây là cái lò nướng của nó này. Rất là ok luôn. Rất ok luôn nhé. Bếp gà Paloma. Phím ấn. Gà rất là nhạy luôn này. Đấy, gà rất là nhạy luôn này. Đấy, rất là xanh gà luôn. Rất là xanh gà luôn nhé. Kích thước em đo rồi. Đây, còn bên mặt trên của nó đây. Đấy, tổng quát của nó. Đấy. Các bác nhận hàng, các bác kiểm tra cứ đúng như nhà em quảng cáo thôi. Khay lò nướng của nó. Các bác lên cho em mã này là mã A10. A10 nhé. A10. Con này thì đời của nó là đời 2020. A10.
2020. À, giá của con này thì là 1.900.000 bao luôn ship nhé, 1.900.000 đồng bao ship cho các bác cái mã A10 này. Một cái mã sản phẩm tiếp theo, một con bếp ga Zinai phím xoáy mặt men, phím xoáy mặt men, hàng đẹp luôn, hàng đẹp luôn nhé. Con này đây, bật bếp này. Bật bếp này, kích thước của nó đây 56 nhân với lại một chiều, 56 nhân với một chiều của nó là 49, 56 nhân với 39, 56 nhân với 39, 56 nhân 39 này, phím xoáy này, lò nướng này, tất cả cái dòng lò nướng này của nó thì còn sạch đẹp luôn nhé, tất cả dòng lò nướng này của nó còn sạch đẹp luôn này. Đó, sạch đẹp luôn. Đấy, bên trên mặt trên của nó này, bên trên mặt trên của nó này, cái họng lò nướng này, họng lò nướng còn rất là sạch sẽ nhé. Đây là cái khay của nó này, bắt đầu lên họng lò nướng, khay nướng rất là sạch sẽ, rất là sạch đẹp luôn. Đó, con này thì vặn nhẹ cái là cháy này. Vặn nhẹ cái là cháy này. Nhạy cực kỳ luôn, nhạy cực kỳ luôn nhé. Phím xoáy, phím xoáy của Zinai. Đời con này thì của nó là sẽ là đời 2020. Các bác lên cho em mã này, các bác lên cho em mã này là mã A11. A11 2020. Giá của nó sẽ là 1.850.000. Bao ship toàn quốc nhé. Và vẫn tặng kèm theo đó là một đôi pin nhé. Vẫn được tặng kèm theo đó là một đôi pin các nhé. Nên là các bác có thể yên tâm sử dụng. Một cái mã sản phẩm tiếp theo bên nhà em xin giới thiệu cho các bác, đó là một cái dòng bộ nồi 5 đáy. Hàng này hàng của Germany của Đức này. Hàng này hàng của Germany của Đức. Cái dòng này của nó sẽ gồm có cho chúng ta đó là 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ở đây thì nó đã ghi cho các bác kích thước rồi. Một cái song to 24, sâu 10,5. Tí nữa em sẽ bóc luôn cho các bác, em giới thiệu cho các bác cái kích thước trước nhé. 20 sâu 12,5, 18 sâu 11,5 và 16 sâu 10,5. 2 lít 1, 2 lít 9, 3 lít 9, 6 lít 6. Một cái song máy bột và một cái chảo. Một cái song máy bột và một cái chảo. Đây, em xin phép là sẽ khui luôn cho các bác luôn nhé. Hàng mới luôn nhé. Hàng mới luôn, khui hàng mới luôn. Hàng khi có nhận hàng là kiểm tra hàng thoải mái. Riêng hàng nhà em các bác nhận hàng, các bác kiểm tra hàng thoải mái. Rồi các bác mới phải thanh toán. Đấy, nó lại tiện là tiện ở cái điểm đấy. Nhận hàng, kiểm tra hàng thoải mái rồi các bác mới phải thanh toán. Đây, trong một cái bộ này của nó thì đấy, nó sẽ có tất cả các bộ nồi của nó sẽ đều đầy đủ các nắp vung nhé. Hàng của Germany của Đức nhé. Nó sẽ có này, một cái nắp vung này. Đấy, nó sẽ có đầy đủ các nắp vung. Đợi em một chút nhé, em sẽ lấy hết ra. Em sẽ lấy hết ra rồi em sẽ review cho các bác của nó chi tiết. Nồi, xong nồi đều đầy đủ cả. Xong nồi đều đầy đủ cả. Các bác đợi em trong vòng giây lát thôi. Em sẽ nâng hết nó ra và em sẽ giới thiệu cho các bác cho nó tổng thể nhất. Đấy, xong chảo của nó này. Xong chảo của nó, tất cả đều là nồi này của nó, nồi năm đáy. Đun bếp ga, bếp từ, bếp điện thoải mái luôn nhé. Các bác đun bếp ga, bếp từ, bếp điện thoải mái luôn. Và tất cả của nó là đều có nắp vung. Và tất cả đều có nắp vung. Nên là các bác có thể đun nấu thoải mái luôn. Không sợ cái gì cả. Một cái dòng này thì các bác đun một, mua một lần là các bác dùng đủ cho cả gia đình dùng luôn. Đấy, đủ đầy đủ các cái loại xong chảo. Đầy đủ các loại xong. Xong chảo, xong to, xong bé, xong máy bột. Xong to, xong bé, xong máy bột. Hàng này là hàng mới nguyên hộp luôn các nhé. Hàng này của nó là hàng mới nguyên hộp luôn. Đây, đây em sẽ bán lại. Và em sẽ review cho các bác. Đây, đầu tiên của nó sẽ là một con song to. Đầu tiên của nó sẽ là một con song to này. Vung của nó. Đấy. Song này của nó bằng inox nhé. Nhưng mà cái đáy của nó này, các bác sẽ thử nam châm ở cái đáy này thì nó sẽ hít nhé. Đấy, đầu tiên là con song to này. Thứ hai đó là một con chảo. Chảo thì em đã giới thiệu rồi. Đấy. Thứ ba đó là một cái xoong nhỡ. Một cái xoong nhỡ hơn nữa. Một cái xoong nhỡ bé hơn nữa này. Một cái xoong con. Và một cái xoong máy bột. Đó. Tổng một cái bộ nồi này 6 món như thế này
Đấy, bên nhà em đang có cái mức giá của nó, đó chỉ có 700k thôi. Nó chỉ có 700k thôi. Và bên nhà em lại còn bao gồm cả phí ship cho các bác luôn. Chỉ có 700k mà bên nhà em lại còn bao cả phí ship cho các bác. Một cái bộ nồi này đun bếp ga, bếp từ, bếp điện, bếp hồng ngoại thì các bác đều có thể đun thoải mái. Đều có thể đun thoải mái luôn. Và hàng này thì cam kết với các bác luôn là hàng xịn sò chất lượng luôn. Cam kết với các bác luôn là hàng xịn sò chất lượng. 700k. Và bên nhà em bao gồm cả phí ship. Đấy, 700k rồi nhưng đã rẻ rồi mà lại còn bao cả ship nữa thì các bác yên tâm luôn là rẻ của rẻ luôn. Rẻ của rẻ luôn. Bộ nồi 6 món. Một cái bộ nồi 6 món, hàng mới nguyên hộp nhé. Hàng mới nguyên hộp. Một cái mã tiếp theo, nó là một cái bộ nồi 9 đáy. Bộ nồi 9 đáy thì kích thước của nó vẫn là như cái bộ nồi 6 đáy thôi. Thế như là bộ nồi 5 đáy thôi, nhưng mà cái đáy của nó sẽ dày dặn hơn. Đấy, cái bộ nồi này của nó cũng gồm có 6 món. Một cái xoong to. Một cái xoong to kích thước cũng là 24 sâu 14,5. Một cái chảo, một cái xoong nhỡ, một cái xoong nhỡ nữa, hai cái xoong con. À, một cái xoong con và một cái xoong ngoái bột. Cái dòng này thì của nó thì nó sẽ rơi vào cho chúng ta 9 đáy. Hàng dày dặn luôn nhé, các bác có thể nhìn thấy. Thương hiệu của nó là thương hiệu của Kasai Villa. Hàng này hàng VIP luôn. Hàng này là hàng VIP xịn sò luôn. Hàng VIP xịn sò luôn. Đợt này hôm nay thì em xin phép được giảm giá cho các bác một chút. Đấy, một cái bộ nồi 9 đáy như thế này, bên nhà em còn giá của nó đó là 950k thôi. Chỉ còn giá nó là 950k. Đây, để em bỏ luôn cái giá này đi. Đây đang 1 triệu nhé. 1 triệu bỏ ra. Đấy, giá giảm giá cho các bác xuống còn 950k. Và bên nhà em bao gồm phí ship cho các bác. $950k bao ship. Và cái bộ nồi này em xin thanh lý cho các bác cái bộ mẫu. Thanh lý cho bác cái bộ làm mẫu này. Cái bộ làm mẫu này nó không có một cái xước sát gì, chưa đun qua một lần nào, nhưng mà em để giới thiệu đây này thì nó sẽ bị bụi bặm. Đấy, ví dụ em bóc ra ấy, để kiểm tra ấy, thì nó không có bụi. Đấy, nhưng mà cái này thì nó bụi này. Bác nhìn thấy nó cũng bụi này. Đấy, lau đi thì nó cũng được thôi, nhưng mà nó mang tiếng thôi. Đấy, nên là thanh lý các bác cái bộ nồi mẫu này, giá chỉ có 900k thôi. Riêng cái bộ nồi mẫu này, giá thanh lý cho các bác với cái mức giá đó là 900k mà vẫn bao ship. 900k và vẫn bao ship cho các bác luôn. Nên là các bác có thể bác nào mà muốn tham khảo những cái bộ mẫu này thì giá của nó sẽ giảm đi một chút. Đằng nào chúng ta cũng về bóc ra để dùng thôi. Nếu mà các bác điếu thì cần hộp VIP, cần hộp mới. Còn các bác để dùng thì không cần đâu. Đấy, hàng này của nó thì vẫn còn nguyên hộp này. Đây, khi các bác nhận hàng đấy, là khi mà mua hàng mới của nó vẫn là còn nguyên hộp. Thương hiệu của nó là thương hiệu Kasai Villa 9 đáy này. Đấy, con này thì đây này, 6 món này. Kích thước của nó này. Đấy, 16 x 9,5 đó là một cái xoong con này. Và xoong ngoái bột cũng là 16 x 9,5 này. Một cái xoong bé 18 nhân với lại 10,5 này. 20 x 11,5, 24 x 13 x 13,5. Đó là cái xoong to nhất. Còn cái chảo của nó là 24 nhân sâu của nó là 6,5. Đó. Một bộ nồi Đức, tất cả toàn bộ nồi như em là bộ nồi mới nhé. Nhưng mà thỉnh thoảng thì cũng có bộ em sẽ bóc ra để kiểm tra xem là, ví dụ bác nào mà không cần quan trọng thì em sẽ bóc ra em kiểm tra xem là bộ này có phải là bộ bị vỡ không hay là các thứ gì, để em sẽ kiểm tra bên trong xem là cái chất lượng của nó trước khi gửi đến cho các bác, nên là các bác có thể yên tâm. Đấy, các bác lên cho em mã này, mã bộ nồi 9 đáy nhé. Bộ nồi 9 đáy này của thương hiệu Kasai Villa. Giá của nó bên em đang có giảm giá xuống còn 950k bao ship nhé. 950k bao ship. Một cái dòng sản phẩm tiếp theo bên nhà em xin giới thiệu với các bác, đó là một cái dòng sản phẩm ấm đun nước siêu tốc cúc. Cái dòng này thì nó sẽ sử dụng cho chúng ta đó là nguồn điện 220V, công suất của nó là 1500W và dung tích của nó sẽ là 2 lít. Và dung tích của nó sẽ là 2 lít các bác nhé. Hàng này thì nó là dòng ấm siêu tốc kính. Dòng này có ấm siêu tốc kính này. Hàng đẹp luôn. Đấy, hàng đẹp luôn, các bác mở ra nhé. Về thì các bác lột cho em cái giấy này đi. Về thì các bác lột cho em này đi. Cái này là cái inox, lớp inox thì các bác lột cho em cái này đi nhé. Là được. Là được nhé. Hàng rất là ok luôn. Hàng này rất là ok luôn này. Đó. Hàng đẹp. Nó sẽ cả có cả đầy đủ cả bộ này của nó như này nhé. Khi các bác nhận hàng nó sẽ đầy đủ cả bộ luôn. Rất là ok luôn nhé. Một cái dòng ấm nước siêu tốc kính này, bên nhà em đang có một cái mức giá cũng rất là tốt cho các bác luôn. Giá của nó chỉ có 130k thôi. 130k. Ấm siêu tốc kính.
130k. 130k. Đấy, hàng đẹp luôn nhé các bác nhé. Hàng đẹp luôn. 130.000 đồng. Đó. Một cái mã sản phẩm kế tiếp bên nhà em xin giới thiệu với các bác, đó là một cái mẫu máy xay hạt khô. Máy xay hạt khô nhé. Nó sẽ gồm có cho chúng ta đó là một cái máy như thế này. Và của nó sẽ có nắp đậy. Đây, bên trong của nó đây. Bên trong của nó đây. Hàng ok luôn nhé. Và cái này chỉ có đậy nắp lại thì các bác mới sử dụng được thôi. Sử dụng nguồn điện của nó, đó là nguồn điện 220V. Các bác nghe là các bác đã biết cái tốc độ vòng quay của nó cực kỳ lớn rồi. Con này thì có thể xay tiêu điều, cà phê đều thoải mái luôn, ớt xả các thứ đều thoải mái luôn. Công suất của nó là 250W các bác nhé. 250W và sử dụng nguồn điện của nó, đó là nguồn điện 220V. Đấy, 50Hz. Đấy. Máy các bác lên cho em mã này, mã máy xay hạt khô nhé. Máy xay hạt khô. Con này thì bên nhà em đang có cái mức giá của nó, đó là 90k. Đấy, máy xay hạt khô. Giá của nó chỉ có 90k thôi. Giá rất là mềm luôn. Đấy, giá rất là mềm luôn nhé. 90k. Máy xay hạt khô. Một cái mẫu máy xay hạt khô này. Đó, 90k. Một cái mã sản phẩm tiếp theo. Một cái dòng ấm nước của thương hiệu Casavilla. Hàng này thì dung tích của nó là 3,5 lít. Màu sắc của nó thì nó sẽ là màu ngẫu nhiên nhé. Màu sắc của nó thì các bác này nó sẽ có một cái màu của nó là màu sữa này. Màu sữa này. Đây để em xem này. Có mấy cái màu. Đấy, màu sữa này. Đấy, nó cũng về theo lô, nó theo sẽ theo thùng. Cái màu của nó sẽ theo thùng. Đấy, màu sữa này, còn này màu này là màu ghi này. Đó. Thì nó sẽ là rất là nhiều màu. Ở đây thì nó có hai màu này, màu sữa và màu ghi này. Đấy, màu sữa và màu ghi nhé. Hai màu như này. Đấy, như các bác đang nhìn thấy đây. Như các bác đang nhìn thấy đây. Dòng này thì có thể đun bếp ga, bếp từ, bếp điện đều được nhé. Bếp ga, bếp từ, bếp điện đều được. Thương hiệu của nó là thương hiệu của Casavilla. Hàng xịn luôn. Hàng xịn luôn nhé. Con này thì nó mở ra. Đóng. Mở ra đóng lại rất là tiện lợi luôn. Các bác mở ra đóng lại rất là tiện lợi luôn nhé. Đấy. Các bác lên cho em mã này là mã ấm đun nước nhé. Ấm đun nước. Cái mã này thì bên nhà em đang có một cái mức giá của nó cũng rất là ưu đãi luôn. Con này bên nhà em đang có mức giá đó là 400k. 400k và bên nhà em bao ship cho các bác luôn ở cái mã ấm đun nước này nhé. 400. Mã. Bao ship luôn. Đấy, 400 bao ship luôn. Hàng đẹp luôn nhé. Hàng đẹp luôn, để xem là còn cái màu khác nữa không. Để cho các bác dễ lựa chọn. Không, cũng thế thôi. Đấy, nó chỉ có hai cái màu này nhé. Hai cái màu này. Đấy, thì màu sắc của nó cũng là ngẫu nhiên. Nên là các bác cũng có thể tham khảo giúp em. Đấy. Trước khi mà ấy các bác muốn ưng màu nào thì các bác bầu em, còn không thì em sẽ gửi đại màu nhé. Ấm đun nước 3,5 lít. 3,5 lít. Hàng đẹp luôn nhé. Hàng đẹp luôn các bác nhé. Một cái mã sản phẩm tiếp theo bên nhà em xin giới thiệu cho các bác, đó là một cái mẫu bộ cối chày inox. Bộ cối chày inox. Tổng trọng lượng của con bộ cối chày inox này thì nó sẽ rơi vào cỡ 2,6 kg. 2,6 kg nhé. Một cái bộ cối chày thì nó sẽ có một cái đầu để chúng ta gã giã gừng tỏi và một cái đầu để các bác giã cua cá. Đấy. Con này thì có kích thước của cái chày này của nó này. Cái chày này của nó có kích thước của nó là 21cm. 21cm nhé các bác nhé. Còn cái cối này của nó đây. Rất là to luôn, các bác giã ruốc cũng được. Cái này các bác giã ruốc cũng được. À, phủ bì của nó sẽ là 17. Phủ bì của nó sẽ là 17. Phủ bì là 17 này. Chiều cao của nó sẽ rơi vào 14,5. 14,5 các bác nhé. Đó. Bộ cối chày inox. Bộ cối chày inox. Đấy, bộ cối chày inox. Con này thì bên nhà em đang có một cái mức đó là 300k. Mức giá đó là 300k. 300k. Đấy. Và bên nhà em bao luôn phí ship luôn.
Đấy, bộ này loại to nhé, loại này loại to hơn loại cũ luôn. Loại cũ thì nó sẽ rẻ hơn, còn loại này nó sẽ to hơn một chút và hàng rất là đẹp. Hàng inox rất là đẹp. Nên là các bác dạ cua dạ cá thoải mái luôn. Dạ cua dạ cá thoải mái luôn nhé. Đấy, các bác lên cho em mã là cối chảy inox. Cối chảy inox 300k và bên nhà em bao ship. Một cái mã sản phẩm tiếp theo bên nhà em xin giới thiệu với các bác, đó là một cái dòng combo hộp đựng thực phẩm 6 món. Combo hộp đựng thực phẩm này 1 2 3 4 5 6 7 8 món, em xin lỗi, 8 món nhé. Và của nó là 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 loại, 8 món và 5 loại. Hàng này thì toàn bộ của nó là hàng nội địa Nhật tất. Ở đây thì sẽ có cho chúng ta đó là 3 con 300ml và nó có thể sử dụng trong lò vi sóng được. 2 con 600 cũng sử dụng lò vi sóng được nhé. 1 con 900. 1 con 1350 và 1 con 2200. Tất cả của nó đều là hàng nội địa Nhật Made in Japan. Nội địa Nhật Made in Japan. Đấy. Nội địa Nhật Made in Japan này. Xịn sò luôn. Xịn sò luôn. Đấy. À, và cái mức giá của nó thì rất là êm đềm luôn. Con này thì bên nhà em đang có mức giá đó là 280k. 280k. Và bên nhà em bao gồm phí ship cho các bác luôn nhé. 280k và bên nhà em bao gồm phí ship cho các bác luôn. Nên là các bác có thể thoải mái sử dụng. Thoải mái sử dụng luôn. 280k bao ship. Combo hộp đựng thực phẩm. Một cái mã sản phẩm kế tiếp bên nhà em xin giới thiệu với các bác, đó là một cái dòng máy xay hạt. Con máy xay hạt này thì nó sẽ sử dụng cho chúng ta đó là nguồn điện là nguồn điện 220V. Công suất của nó là 250W, hàng mới nguyên hộp luôn nhé. Các bác xay ớt, xay tiêu, điều, cà phê thì đều có thể xay thoải mái. Những cái xay, những cái đồ gia dụng các bác đều có thể xay thoải mái luôn. Đó. Đây, lạc lùng các thứ đây. Đây, còn con này là em đang test rồi. Nói chung là các bác xay gạo cũng được. Xay gạo cũng được. Nó sử dụng nguồn điện 220V và rất là ok luôn. Đây. Mời các bác sang lên một chút. Đây, để cho tiện ổ điện. Tốc độ vòng quay rất là lớn luôn nhé. Đây, ở trong này khi mà nó quay ấy thì những cái này nó dính rất chắc rồi nhé, mà nó vẫn còn có thể xoay được, là các bác biết là cái tốc độ vòng quay của nó mạnh nào. Có cái gì nó cuồng ở đây. Cái dòng cối này thì là cối của nó là bằng cối inox các bác nhé. Cái dòng cối này của nó là bằng cối inox nên là nó rất là bền, nó rất là bền bỉ luôn. Đấy. Và con này nó tiện một điểm nữa, nó là nó sử dụng cái nguồn điện 220V, các bác đỡ phải qua cục đồ nguồn và cắm nhầm cũng không sao cả. Con này thì giá của nó thì cũng rất là mềm luôn. Con này bên em đang bán với mức giá chỉ có 90k thôi. Chỉ có 90k. Đó. Các bác lên cho em mã này, mã máy xay hạt khô nhé. Máy xay hạt khô giá 90.000 đồng. Giá 90.000 đồng. Hàng đẹp luôn nhé. Hàng đẹp luôn. Một cái mã sản phẩm kế tiếp bên shop em xin giới thiệu với các bác, đó là một cái dòng thớt inox hai mặt. Một mặt này, hai mặt này. Con này thì nó là một mặt inox và một mặt nhựa, để các bác có thể đun nấu chặt thái đều được. Thái rau, thái dợ, thái thịt sống, thịt chín. Kích thước của con này thì nó sẽ rơi vào 41 nhân với chiều ngang của nó là 30,5. 30,5. Hai mặt nhé. Một mặt này là mặt inox này, thái sống, một mặt thái chín đều được. Nó có cả tay cầm. Nó có cả tay cầm, dùng rất là ok luôn. Con này dùng rất là ok luôn. Cái mức giá của nó, con này bên nhà em đang có mức giá đó là 250k. 250k và bên nhà em bao gồm phí ship cho các bác luôn nhé. 250k bao ship cho các bác một cái dòng thớt inox như thế này. Thương hiệu của nó là thương hiệu Wuling, Wuling của Đức. Và hàng này của nó đây này, các bác khi các bác nhận hàng thì là nó còn nguyên hộp. Là nó còn nguyên hộp như thế này. Đấy, là nó còn nguyên hộp như thế này nhé. Rất là bền đẹp xịn sò. Rất là bền đẹp xịn sò luôn. Đó. Ok luôn nhé. Bền đẹp xịn sò. Mới toanh toàn cảnh luôn. Các bác lên cho em mã này, mã thớt Đức. Thớt Đức. Một cái mã sản phẩm kế tiếp bên shop em xin giới thiệu với các bác, đó là một cái dòng chảo. Chảo Nhật. Dòng này thì thương hiệu của nó là thương hiệu của Shikisai 1976 in Japan. Hàng này hàng cực kỳ ok luôn nhé. Dòng này chống dính cực kỳ tốt luôn. Dòng này chống dính cực kỳ tốt luôn. Chảo này là chảo của nó là chảo đúc 4 lớp. Hàng của thương hiệu Shikisai, hàng nội địa Nhật nhé. Dùng cực chất luôn.
dùng thực chất luôn này. Đấy, size 28cm này, độ dày của nó là 3,5. Đấy, và nói chung là hàng toàn bộ là hàng Nhật. Kích thước của nó đây, kích thước của nó sẽ rơi vào 28,5cm. Đấy, chiều cao của nó là rơi vào 7cm. Con này chống dính cực kỳ tốt luôn nhé. Và nhà em đang trải nghiệm rồi nên là các bác yên tâm, nhà em đang trải nghiệm rồi nhé. Giáo này của nó là bên nhà em đang bán với mức giá đó là 350.000 đồng, 350k, và bên nhà em bao gồm phí ship cho các bác rồi nhé, nên là các bác có thể yên tâm về chỉ việc sử dụng thôi. 350k bao ship, chảo Shikisai, chảo chống dính. Đấy, dùng rất là ok luôn này. Những con tán của nó này là tán, là tán nhé, chứ không phải là ốc nhé. Nên là nó rất là bền, nên là nó rất là bền, rất là cố định luôn, rất là cố định luôn này. Hàng của Shikisai đó, nét nền nẹt luôn. Chảo này là chảo đá chống dính cực kỳ tốt luôn, và cái lớp chống dính của nó nhé, nó không phải là như những lớp chống dính bình thường. Đấy, nên là nó rất là bền, nó không sợ bị bong. Nhưng mà các bác đánh ý, nếu mà có lấy cái chả chẳng may mà quên và lấy cái chả sắt đánh ý, thì nó không bị bong. Đấy, mà nó chỉ bị hơi xước một chút đó, nên là cái này dùng rất là bền nhé. Các bác lên cho em cái này mã chảo chống dính của thương hiệu Shikisai nhé. Chảo chống dính của thương hiệu Shikisai, 350k của bên em bao ship. Một cái mã sản phẩm tiếp theo bên nhà em xin giới thiệu cho các bác, đó là một cái dòng bình ủ trà nhé. Đấy, hôm nay về một cái màu rất là đẹp luôn, nhưng mà số lượng của cái màu này thì lại có hạn nhé. Đấy, nên là nếu mà ví dụ các bác mà đợt sau mà các bác nào mà có xem video ấy mà thấy cái màu ấy thì các bác thông cảm nhé. Là màu sắc của cái này thì nó sẽ là Aloso, màu sắc của nó sẽ không phải lúc nào cũng màu này. Đấy, thì riêng cái bình ủ trà này là như thế. Trong này của nó thì nó sẽ có cho chúng ta đó là một cái lọc trà, một cái lọc trà. Các bác về các bác cho trà vào đây. Đấy, rồi các bác xoáy vào. Đấy, xong rồi các bác cho nước sôi vào đây. Cái dòng này thì inox của nó là inox 316 các bác nhé. Inox 316 này, cực kỳ bền luôn, cực kỳ bền luôn. Hàng đẹp luôn nhé, hàng đẹp luôn, inox 316. Đấy, các bác có nhìn thấy cực kỳ đẹp luôn chứ không phải là đẹp. Cái màu sắc này thì màu này của nó thì màu là màu hiếm rồi. Màu này của nó là màu hiếm nhé. Mà giá của nó là bao nhiêu ạ? Giá của con này của nó là bên nhà em đang có mức giá cũng cực kỳ ưu đãi luôn. Chỉ có 90k. 90k một cái mẫu bình ủ trà này nhé. Giá siêu mềm luôn. 90k các bạn. Giá chỉ 90.000 đồng. Giá chỉ có 90.000 đồng. Đó, cực kỳ ok luôn. Các bác lên cho em mã này là mã bình ủ trà. Bình ủ trà nhé, 90k. Một cái mã tiếp theo đó là một cái ghế câu nhé. Một cái ghế câu này. Cái ghế câu này thì nó là chất liệu của nó này bằng vải dù các bác nhé. Chất liệu này của nó là bằng vải dù này, để các bác khi các bác ngồi lên ý, thì các bác không sợ bị đứt, không sợ bị ấy nữa. Khung của nó thì các bác cũng không sợ bị hoen gì, vì khung của nó là bằng khung inox. Khung của nó là bằng khung inox. Con này thì rất là chắc bền luôn, rất là chắc bền luôn. Đây, em xin phép là được đứng lên một chút nhé. Đó, các bác có thể nhìn thấy em đứng, em nhún này. Đấy, em đứng, em nhún luôn này. Đấy, không việc gì luôn, mà em cũng là thành phần là khoảng tầm hơn 60 cân, 63 cân. Đấy, thoải mái luôn. Các bác có thể ngồi uống cà phê, ngồi uống nước, làm quán. Đấy, các bác lấy số lượng nhiều thì em sẽ có một cái mức giá tốt nhé. Đấy, mức giá tốt nhất cho các bác luôn. Con này thì đây, để em đo cho các bác cái phần chiều cao nhé. Chiều cao của nó đây. Cái chiều cao của nó thì là tổng chiều cao của nó sẽ rơi vào 32cm. Cái mặt ngồi của nó, phủ bì của nó sẽ rơi vào 41cm nhé. Từ đầu, từ mép này đến mép này là 41cm. Đó, tổng chiều cao của nó khi mà các bác dỡ lên nó là 73cm. Và con này các bác đi đâu đi đó nhé, các bác cầm gấp lại rất là tiện. Các bác đi đâu đi đó các bác gấp lại này, rất là tiện lợi luôn, rất là tiện lợi và rất dễ sử dụng. Đó, cái mã này các bác lên cho em, mã này là mã ghế câu, ghế câu. Và cái mã này bên nhà em đang bán với cái mức giá 200.000 đồng, 200.000 đồng một cái mã ghế câu này. Và bên nhà em bao gồm phí ship luôn rồi nhé. 200k bao luôn phí ship cho các bác cái mã ghế câu như thế này. Hàng cực kỳ đẹp và cực kỳ chất lượng luôn nhé. Hàng cực kỳ đẹp và cực kỳ chất lượng, nguồn khung bằng inox nên là nó rất là bền bỉ. Các bác có thể sử dụng thoải mái luôn nhé. Hàng nét luôn nhé. Hàng nét, hàng đẹp luôn. 200k và bên em bao ship. Một cái mã sản phẩm tiếp theo bên em xin giới thiệu với các bác, đó là một cái mẫu bộ combo hộp thực phẩm. 1, 2, 3, 4, 5 loại. Và 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 món.
Đây, cái này là ba món này. Ba cái 300ml. Dùng được cho cả lò vi sóng nhé. Hai cái 600ml. Đều là hàng nội địa Nhật tất. Đây. Đây này các bác về các bác cứ để ý nhìn kỹ đi. Này Made in Japan ở đây nó hơi ánh sáng hơi bị lóa một tí, nhưng mà các bác về các bác nhìn kỹ này. Ở đây là người ta in thẳng luôn trên này. Made in Japan. Đấy. Hàng xịn luôn nhé. Nắp của nó rất là dẻo dai luôn. Đấy, nên là các bác sử dụng. Sử dụng rất ok luôn. Nên là các bác sử dụng rất ok. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám món. Một cái mã combo hộp này 280.000 đồng. Và bên nhà em bao ship 280k. Bao ship giá tốt luôn. Giá cực tốt luôn. Các bác lên cho em mã này là mã combo hộp thực phẩm nhé. Combo hộp đựng thực phẩm 280.000 đồng bao ship. Một cái mã sản phẩm tiếp theo bên nhà em xin giới thiệu cho các bác, đó là một cái dòng mic hát karaoke. Mic hát karaoke này. Dòng này thì của nó sẽ có một dây và một mic. Thương hiệu của cái mic này thì nó là thương hiệu của Tomahawa. Tomahawa hàng nội địa Nhật Made in Japan này. Đấy, hàng nội địa Nhật này. Xịn sò luôn nhé. Một mic này và một dây. Đấy. Hàng xịn luôn. Cái này ấy, bên trong bật mí cho các bác luôn là các bác về có thể mở ra để kiểm tra thoải mái luôn. Đó là cái đầu bên trong này. Nó bằng inox. Nó bằng inox nhé. Và ở đây nó cũng còn có cả cái chắn chắn bòn bọt. Thực ra là khi mà các bác đã hát ấy, thì là không thể tránh được cái nước bọt nó bắn ra. Thì cái này bằng inox nên là nó sẽ rất là bền. Nó sẽ rất là bền. Đấy, nó rất là bền và nó rất là chất lượng luôn. Rất là bền và rất là chất lượng. Thương hiệu của nó là thương hiệu của Tomahawa, hàng nội địa Nhật. Hàng nội địa Nhật này. Đấy, khi các bác nhận hàng của nó sẽ là một cái bộ mic như thế này cho các bác. Đấy, nó sẽ là một cái bộ mic như thế này. Về các bác nhận hàng đầy đủ, cắm test thoải mái cho em. Các bác cắm test thoải mái cho em. Ok thì nhận, không ok thì thôi. Đấy, nên là các bác có thể yên tâm. Cái mức giá của nó, bên nhà em đang có mức giá của nó đó là 250k. Đây, ghi giá luôn vào đây cho. Để em ghi giá vào đây luôn để các bác khỏi nhầm nhé. 250k và bên nhà em bao ship. K 250k vào bên em báo ship. Đấy, các bác lên cho em mã này, mã mic hát karaoke. Mic hát karaoke Tomahawa nội địa Nhật. Một cái mã sản phẩm tiếp theo bên nhà em xin giới thiệu cho bác, đó là ở đây nhà em có hai dòng khóa, một là dòng khóa Đức, một là dòng khóa Mỹ. Hai dòng khóa em sẽ đi vào chi tiết cho các bác. Đầu tiên là cái dòng khóa Mỹ trước, tại vì khóa này đợt này nó mới về. Đấy, đợt này nó mới về này. Đấy, các bác chỉ cần việc rút chìa khóa ra, khóa và rút chìa khóa ra, ấn vào là nó sẽ tự động. Đấy, nó rất là tiện luôn. Đấy, rất là tiện luôn. Và đó. Hàng này thì thương hiệu của nó là thương hiệu Danny. Danny của Mỹ. Hàng của Mỹ. Hàng của Mỹ thì các bác yên tâm rồi. Xịn sò. Chất lượng. Đấy, các bác có thể bỏ ra không cần phải ấn như thế. Đấy, các bác có thể rút chìa khóa ra và các bác ấn vào là nó sẽ tự khóa lại. Là nó sẽ tự khóa lại nhé. Một bộ này của nó là gồm 4 chìa. Một cái bộ này của nó là gồm 4 chìa thương hiệu của Danny. Thương hiệu của Danny của Mỹ. Thương hiệu Danny của Mỹ. Hàng xịn luôn. Hàng xịn luôn. Đấy. Con khóa này thì bên nhà em đang có mức giá của nó. Đó là 250k. Khóa Mỹ 250k và bên nhà em bao ship. Còn cái dòng khóa Đức thì nó sẽ rẻ hơn. Cái dòng khóa Đức của nó sẽ rẻ hơn. Con này của nó cũng là 4 chìa. Con này của nó là 4 chìa đấy. Đấy. Hàng của Germany của Đức này. Con này cũng là khóa đồng. Đấy. Hàng xịn sò luôn. Hàng xịn sò luôn. Đấy. Khi các bác nhận hàng ấy, là các bác cứ kiểm tra đúng cái mẫu này nhỉ em. Và các bác đúng cái hình ảnh. Đây, hình ảnh cái khóa này nhỉ em. Đấy, chỉ có 140k thôi. Chỉ có 140k thôi. Nhận hàng kiểm tra hàng thoải mái các bác nhé. Các bác nhận hàng các bác kiểm tra hàng thoải mái cho em. Đấy. Khóa Đức 140k.
Sản phẩm đầu tiên thì hôm nay lại về thêm rất nhiều những cái dòng ly giữ nhật này. Dòng này là ly giữ nhật này, nó là của hàng của Nhật bãi. Về em về số lượng thì các bác yên tâm luôn, rất là nhiều. Dòng này thì của nó thì là hàng mới chưa qua sử dụng đâu nhé. Hàng này của nó là hàng mới chưa qua sử dụng này. Đấy, dung tích của nó là 450ml. Con này là inox 2 lớp giữ nhiệt, các bác đựng nước nóng, nước lạnh đều được. Nhưng nếu mà các bác đang đựng nước nóng ở trong này thì các bác hạn chế đựng, sẽ không nên đổ trực tiếp đột ngột nước lạnh vào. Và ngược lại, các bác đang để nước lạnh, nước đá trong này, các bác không đổ đi và trực tiếp đổ nước nóng lên thì nó sẽ làm mất cái giữ nhiệt của nó. Nó ở đây là cái giữ nhiệt chân không, giữ nhiệt chân không của nó nhé. Dòng này của nó là hàng nội địa Nhật. Dòng này của nó là hàng nội địa Nhật nhé. Hàng cực kỳ xịn. Hàng cực kỳ xịn luôn. Đấy, các bác có thể nhìn thấy hàng chưa qua sử dụng còn nguyên tư bóng. Về số lượng ở đây thì là khoảng tầm 200 cái. 200 cái. Đấy, mà vẫn còn về tiếp theo nhé. Tại vì cái hàng này làm sao mùa hè ngoài Bắc thì anh em lại ngồi uống bia, anh em rủ nhau nhậu uống bia thì bây giờ ngồi ngoài quán thì hay bị thổi nồng độ cồn ấy. Thì về nhà ngồi nhậu thì nó an toàn và đảm bảo hơn. Thì cái cốc này, inox này thì nó giữ nhiệt rất là tốt, nên là anh em ngồi uống bia thoải mái luôn. Đó, ngồi uống bia cái dòng này thoải mái luôn nhé. Hàng này thì hàng đẹp xịn sò luôn. Hàng đẹp xịn sò luôn nhé. Con này thì nó sẽ có hai cái mức giá. Một cái mức giá là đó là khi các bác mua trên 6 cái, từ 6 cái trở lên thì giá của nó sẽ là 50.000 đồng một cái. Còn khi các bác mua từ 5 cái đổ xuống thì giá của nó sẽ là 65.000. Đấy, 60.000 từ 6 cái trở lên và 65.000 từ 6 cái đổ xuống các bác nhé. Và cái dòng này thì từ 10 cái trở lên thì bên nhà em sẽ bao ship. Cái riêng cái dòng ly nhật này thì các bác thông cảm là từ 10 cái trở lên thì bên nhà em mới bao ship cho các bác được. Đó, hàng đẹp xịn sò luôn, hàng đẹp xịn sò luôn. Các bác lên cho em mã đầu tiên, đó là mã ly giữ nhật Nhật bãi. Ly giữ nhật Nhật bãi nhé. Con này bên nhà em đang có mức giá đó là đấy, như em vừa mới thông báo đấy, đấy 65.000 từ 5 cái trở xuống và 60.000 từ 5 cái trở lên. Tức là khi các bác mua từ 6 cái trở lên thì sẽ tiết kiệm được 5.000 một cái. Đấy, hàng đẹp luôn nhé, hàng đẹp xịn sò luôn. Và hàng nhà em thì các bác yên tâm một điều, đó là bên nhà em sẽ xử lý tất cả cho các bác khi các bác đồng kiểm với ship nhé. Nên là bắt buộc các bác đồng kiểm với ship, không đến lúc lại nhận hàng lại lúc mà nó mang tiếng lại bảo ấy là này nọ ra tại. Đấy, nên là các bác yên tâm, hàng nhà em là cứ đồng kiểm với ship thoải mái. Một cái mã sản phẩm kế tiếp bên nhà em xin giới thiệu với các bác, đó là một cái dòng kem đánh răng muối này. Kem đánh răng muối. Cái dòng kem đánh răng muối này thì trọng lượng của nó là 170g. Con này thì thương hiệu của nó là thương hiệu Suntat. Suntat, các bác có thể truy cập website của nó, đó là gp.suntat.com để các bác có thể truy cập và bác kiểm tra. Con này thì trọng lượng của nó là 170g, hàng cực kỳ đẹp luôn. Đây, em đã bóc sẵn ra rồi. Con này thì nó sẽ có mùi rất là thơm, nhưng mà vị của nó đánh răng thì lúc mà vị của nó sẽ là hơi mặn. Để tại vì muối của nó sẽ kháng khuẩn cực kỳ tốt luôn nhé, kháng khuẩn cực kỳ tốt luôn, nên là nó sẽ bảo vệ cái răng lợi của chúng ta cũng cực kỳ ok luôn. Đấy, các bác có thể nhìn thấy này. Đấy, kem đánh răng muối nhà em đang sử dụng rồi, rất là ok luôn, và nó sẽ sạch răng và nó sẽ không có tạo, nếu bác nào trào ngược dạ dày như em ấy thì nó đánh nó sẽ không bị quằn lên, nó quằn không bị quằn cái dạ dày lên, rất là ok luôn. Cái dòng này thì đánh răng ở đây thì nó sẽ là cái ngày tháng sản xuất. Đấy, con này thì mùng 9 tháng 12 năm 2023 là mới đây thôi, mới đây thôi. Đấy, là hạn sử dụng của nó là thoải mái luôn nhé các bác nhé. Nên là các bác yên tâm, đây là cái ngày sản xuất của nó là mới sản xuất tháng 12, hàng từ Nhật gửi về. Nên là các bác có thể yên tâm trải nghiệm cái dòng kem đánh răng muối như thế này. Hàng này thì đảm bảo cho các bác luôn là xịn sò chất lượng luôn. Hàng này đảm bảo cho bác là xịn sò chất lượng luôn nhé. Kem đánh răng muối bên nhà em đang có mức giá của nó đó là 60.000 đồng nhé. 60.000 đồng một típ kem đánh răng muối như thế này. Hàng đảm bảo cho các bác luôn. Hàng đảm bảo cho các bác luôn là xịn sò luôn. Một cái mã sản phẩm kế tiếp muốn giới thiệu cho các bác đó là một cái dòng ổ đấu nối điều khiển từ xa. Cái dòng ổ đấu nối này thì các bác có thể điều khiển được, lắp để điều khiển những cái dòng như kiểu là motor, máy bơm nước, máy rửa xe đều rất là ok. Cái dòng này của nó công suất của nó là lên đến 40A nhé. Công suất của nó là lên đến 40A này các bác này. Thì con này nó sẽ điều khiển được những cái máy móc nó gọi là cũng tương đối là lớn để cho các bác sử dụng trong gia đình. 40A này, thương hiệu của nó là thương hiệu Homnex. Đấy, mã của nó đều đầy đủ, các bác phải kiểm tra mã này. Đấy, đầy đủ nó sẽ khớp mã. Và con này mỗi một cái điều khiển của nó thì là điều khiển zin của nó là nó sẽ chỉ theo một cái thôi. Còn các bác ghép thì vẫn có thể ghép thêm được, nên là không sao cả. Dòng này thì các bác đấu nối cho em đó là ở đây nó sẽ có số 1 2 3 4. Thì các bác đấu cho em là 1 2 là điện vào và 3 4 là điện ra.
1-2 là điện vào, 3-4 là điện ra nhé. Và con này là sử dụng điện một pha, điện đảo chiều ở gia đình mình nhé, chứ không phải là dùng điện 3 pha đâu các bác nhé. Nên là các bác có thể yên tâm. Đấy, ở đây là 1-2-3-4, tức là 1-2 là điện vào và 3-4 là điện ra, và các bác bật tắt thoải mái luôn. Đấy. Thương hiệu của nó là thương hiệu Homedex. Cái mã ổ đấu nối này bên nhà em đang có một cái mức giá của nó, đó là 200.000 đồng, và bên nhà em bao gồm phí ship cho các bác nhé. 200.000 đồng và bên nhà em bao gồm phí ship cho các bác cái ổ cắm điện hôm ổ đấu nối Homedex này. Còn cái ổ cắm đây, còn cái dòng ổ cắm đây, số lượng thì nhà em về rất là nhiều luôn nhé, số lượng thì nhà em lúc nào cũng sẵn luôn. Cái ổ cắm này thì nó đơn giản hơn, nếu mà bác nào chỉ cần cắm vào ổ điện, các bác chỉ cần cắm vào ổ điện này và các bác cắm cái thiết bị của nó, các bác cắm cái thiết bị vào đây và các bác cũng có thể sử dụng điều khiển các bác bật được. Hôm nay em cũng sơ suất là em chưa chuẩn bị để có thể đầy đủ để có thể review cho các bác được. Hàng thì ok luôn. Đấy, đây là một cái dòng ổ đấu nối ổ cắm điện Homedex điều khiển từ xa. Đó. Hàng đẹp luôn nhé. Hàng đẹp luôn. Đấy, các bác đấu nối bật tắt thoải mái. Cái dòng này thì ổ đấu nối này bên nhà em đang có mức giá đó là 250.000 đồng. Và bên nhà em cũng bao gồm phí ship cho các bác rồi. Nên là các bác có thể yên tâm. Về nhà các bác chỉ việc sử dụng thôi. Mang ra và là sử dụng. Cứ mang ra và sử dụng là ok. Đấy, không phải lo lắng gì cả. Đấy, rất là an toàn và rất là tiện lợi. Cắm cho những cái thiết bị như kiểu là máy nén khí, bơm nước các thứ đều được. Nhất là bác nào mà nhà có chuồng trại hay là vườn tưới rau dợ mà xa xa ấy, thì các bác dùng thoải mái. Các bác dùng thoải mái luôn. Các bác lên cho em mã này, mã ổ cắm Homedex điều khiển từ xa. 250k và bên nhà em bao ship. 250k khi các bác nhận hàng ấy, thì là nó sẽ nguyên hộp như này. 250k bao ship cho các bác luôn. Hàng đảm bảo cho các bác luôn nhé. Hàng này đảm bảo cho các bác luôn. Đó, vừa rồi thì em Dân vừa mới giới thiệu đến quý cô bác anh chị một số những mẫu, một số những dòng sản phẩm bên nhà em. Quý cô bác anh chị ưng sản phẩm nào thì có thể liên hệ trực tiếp với em Dân qua số hotline của bên em là 0982 834 004 hoặc 0915 402 977. Cảm ơn các bác đã xem video của em. Em Dân xin phép được dừng video tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn các bác.